mến, chúng ta đều biết rằng hội nghĩa từ trước ngày 10 tháng 4 năm 2020 vẫn là xã hội nghĩa, tức là địa phương nông thôn. Tuy nhiên, với chủ trương đô thị hóa của Bình Dương sau ngày 10 tháng 4 năm 2020, hội nghĩa chính thức được nâng cấp lên phường thuộc thị xã Tân Uyên. Hội nghĩa với vị trí chiến lược quan trọng hiếm có của Bình Dương như là phường có tới 2 con đường tỉnh lộ huyết mạch đi qua, bao gồm đường DT747 và DT746B với hàng loạt đường huyện, đường xã. Là phường có sẵn 2 khu công nghiệp lớn bao gồm khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đã hiện hữu và khu công nghiệp V-Ship 3. Đây là khu công nghiệp đã được phê duyệt và chuẩn bị đưa vào triển khai thi công. Là phường có đầy đủ cơ sở hạ tầng của một đô thị thu nhỏ, bao gồm phòng khám, bệnh viện, ngân hàng hay chợ. Và chính vì thế, Hội Nghĩa nghiêm nhiên trở thành vị trí vàng. Và thị trường bất động sản Hội Nghĩa hứa hẹn sẽ có một phiên sốt nóng như Mỹ Phước hay V-Ship 2 đã từng diễn ra trước kia. Với mục đích cung cấp thông tin nóng nhất, nhanh nhất và cơ hội đầu tư tốt nhất, series hàng ngộp giá rẻ của chúng tôi sẽ gửi đến anh chị của các bạn từng lô đất đẹp nhất, giá tốt nhất và ngộp nhất có thể. Và hôm nay, ngày 16 tháng 9, vị trí mà chúng tôi muốn gửi cho các anh chị và các bạn cùng đầu tư đó là lô đất vàng tại khu phố 3 Hội Nghĩa, tức là ấp 3 Hội Nghĩa cũ. Vâng, lô đất với hướng nam nằm trên đường nhánh và cách trục đường DT747 400m, cách trường trung học cơ sở Hội Nghĩa 400m, cách cầu Bình Cơ 700m và quan trọng hơn cả là cách vị trí quy hoạch đường vành đai 4 chỉ 40m. Điều này có nghĩa là đất sẽ trở thành mặt tiền của đường vành đai 4 khi tuyến đường vành đai 4 đi vào hoạt động. Và đây cũng chính là điểm nhấn của lô đất này. Về diện tích thì lô đất có diện tích là 179m², tiền 5m và chiều sâu sấp xỉ 36m các bạn nhé. Xung quanh lô đất này là nhà dân và tới 3 nhà máy chế biến với hàng ngàn công nhân. Và đây là điều kiện cực kỳ phù hợp để chúng ta có thể xây nhà ở, định cư hay là xây nhà trọ. Và về giá bán, các bạn có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với hotline của chúng tôi hoặc để lại comment ở phía dưới, chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ lại cho các bạn. Và các bạn cũng đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông tin nóng nhất, mới nhất và cơ hội đầu tư tốt nhất mỗi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.